Kính chào quý vị, tiếp theo cái clip lúc nãy thì hôm nay buổi chiều ngày 10 tháng 10 chúng tôi quay đôi lọ lục bình 1m6 đã hoàn thiện, đang chuẩn bị chuyển vào Nghệ An cho anh Phan. Tôi nhớ là anh ký vào bên trong này có chữ Phan đâu, có chữ ký của anh trong này. Như vậy là cái đôi lọ lục bình gỗ xà cừ chúng tôi làm rỗng và đã được để khô kiện ở ngoài hiên. Đây được chạm rất là tinh xảo, dùng cúc trúc mai. Cái lúc còn đang mọc lên thì là trông nó chưa rõ rệt lắm, và bây giờ ra lên thành phẩm này rồi thì quý vị nhìn ở đây rất là rõ ràng. Và trước khi đóng gói thì tôi cũng muốn lưu lại một chút hình ảnh cho quý vị xem, và cũng như là bác Phan ở trong Nghệ An bác xem để nắm được cái hàng hóa sắp lên xe như nào. Tôi xin nhắc lại đây là hàng đôi lọ lục bình bằng gỗ xà cừ 1m6 của bác Phan ở Nghệ An. Tôi không nhớ chính xác là Nghệ An hay Hà Tĩnh. Hôm bác đặt cái đây chừng 5 ngày, 10 ngày. Xin chào tạm biệt quý vị. Hôm nay là mùng 10 tháng 10 năm 2016.